Hello everyone, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi tổng hợp 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Quét video game 2. Let's go. Sẽ sang đến game thứ hai, sóc quân số vây. Rất là hay update các bạn nha, cho nên các bạn chơi nó sẽ không bị nhàm chán. Ok, mình làm cái này, nó bay thôi. Oh.
giây nữa. Ok. Lần trước này. Sẽ sang kênh thứ ba, Payback 2. Play. Come to. Let's go. Wow, rất là đông đông đối thủ luôn. Mình xuống đây là bắn được từng người một. Rất là xa kia, ok. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ tư, Hello Survivor. Ok, let's go. Đầu tiên các bạn chạy theo quả bóng. Khi đi theo quả bóng các bạn đều biết được thứ nguyên nhân ông này là làm những việc xấu gì. Ok, và bây giờ thì mình sẽ phải nhặt những cái này để mình chuồn vào nhau ta. Thank you.
cậu ta phát hiện ra mình ở bên trong phòng nó rất là nhanh. Ok, thôi. Rồi, pin lên đây thì các bạn rất là an toàn thôi. Mình sẽ vứt cái này đi. Và bây giờ thì mình sẽ chui xuống đây. Lấy chiếc chìa khóa màu đỏ. Ok. Trong căn tầng hầm, về một tầng hầm của ông ta, tầng hầm rất là hoành tráng luôn. Ông ta thuê cả, ông ta tạo cả robot làm việc trong đây. Sẽ sang đến thứ năm. The Flash. Let's go. Sẽ sang tới game tiếp theo, Scary Teacher Buddy. Chapter 3.
nice. Yummy, yummy. You know I can't stop at just one glass. Be right back. I could have eggnog all day, every day. OK, và lần này mình sẽ xem mà ta quản lý như thế nào. Yummy, yummy in my tummy. Let's go. Let's go. Can't move. Fuel has ended. Sorry, John. I'm not going to move again. Miss. Oh, I don't think it. Thank you.
chơi này đúng không? Mình đi thôi. Ờ, chơi thôi. Càng cao. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo. Đây là đôi chân thần tốc. Wow, khỏe lên. Bom.
Ok, bài này mình đã học. Rồi, và bây giờ thì mình chuyển sang đến tiếp theo. Level 4, okay, let's go. Oh, mình cứu xuống mà xong được rồi. Lại bóc một phần nhảy không? Ok, mình sẽ làm lại vào đây. Sẽ sang một tựa game tiếp theo. Đắp Isia Cream. Nhà vào 12, đây là 13. Game này cũng tránh cái số là 13, cho nên là đọc 11, 11 và 12. Okay, let's go. Một chú, chúng này sao nào? Chú bắn thẳng luôn mọi người. Okay, let's go. Bây giờ mình đi sẽ đi vào điểm mà bản đồ chỉ. Đó là vào một phần. Ok, và bây giờ mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.